Tất cả anh em nhé, mình là LTL đây. Đấy thì trước khi vào cái tập phim ngày hôm nay thì anh em dừng lại một xíu nhá, mình hỏi anh em tí nhá. Thì kiểu như dạo này mình đang rất là bí content anh em ạ, chả biết quay cái gì. Đó thì anh em muốn LTL quay đi vlog hay là quay kiểu như game hoặc là quay chôn cháu gái thì anh em comment xuống nhá. Đó thì mình thấy anh em nào comment nhiều team ý thì mình sẽ làm theo nhá. Dạo này bí tưởng quá, thế lại là anh em xem video của mình ý thì anh em toàn tua thôi, đấy chả xem mình quấy bao giờ, với lại anh em chả bấm like. Nên là mình không có tiền YouTube. Đấy tháng này phải ăn mì tôm sống này anh em ạ. Buồn thật sự luôn, không có cả nước để pha. Kiểu như đây đâu tiền anh em. Đây uống chai sờ tinh gần hết đến nơi rồi anh em ạ. Đấy buồn lắm, không có tiền. Nên là anh em ủng hộ mình ý. Anh em nhớ là phải xem được cuối clip, đừng có tua một giây nào nha. Và anh em bấm like đi nữa. Đấy mình thấy là anh em rất là nhớ anh em. Mình nói thế vẫn chưa bấm like đúng không? Anh em đang xem chùa đúng không? Xem chùa nó xấu trai đấy. Nên anh em bấm like luôn đi nhá. À mà anh em nào mà xem được cuối clip ý, thì mình sẽ ra một câu hỏi đấy, mình sẽ tặng quà cho anh em đấy nha. Mà mình không kiểu như tặng quà cho những anh em mà tua đến cuối để trả lời câu hỏi đâu. Mình là chủ video nên là mình sẽ biết được những anh em nào xem được cuối, anh em trả lời đúng câu hỏi thì mình sẽ tặng quà nha. Ok thì bây giờ vô phim. 12 giờ đêm hôm đấy thì chúng tôi rủ nhau vào chơi game, nhưng mà gặp một cái hiện tượng cực kỳ là lạ luôn. Đó chính là trong sảnh chờ không có một ai, chỉ có hai chúng tôi. Alo alo mày ơi, hay là tao bị lag nhỉ? Sao tao thấy có mỗi mình tao với mày trong này là như nào? Ừ tao cũng thấy vậy, tao chỉ thấy mỗi mày thôi. Mày thử bấm thoát đi xem nào. Vãi, mày cũng bị thế á, hay là game hôm nay bị làm sao nhỉ? Thôi cứ vào trận xem như nào nhá. Trận game hôm đấy, tôi và người bạn của tôi gặp rất là nhiều điều kỳ lạ mà không thể nào giải thích được. Ơ cái gì vậy? Sao trời tự nhiên sáng lại thành tối này như nào? Ủi tao sợ quá mày ơi, hay là thoát đi. Tao còn không bấm được vào cái nút cài đặt đây này. Bây giờ không biết làm sao để thoát. Thôi chắc là bây giờ không thoát được đâu. Thôi cứ chơi lốt trận này đi xem sao. Lúc đấy hai đứa tôi rất là sợ, không còn tâm trạng nào để chơi game nữa. Tay tôi lúc đấy còn run lên cầm cập. Nhưng mà chúng tôi không thể nào thoát ra được, bởi vì chúng tôi không thể bấm vào nút cài đặt được. Nên là chúng tôi đã quyết định là trải nghiệm nốt trận game này. Mong là game FIFA của mình không có ma chứ tao sợ lắm mày ạ. Ui ơi, quá không nút được súng này. Ủa cái gì vậy? Mày thế nên mày nút đồ xem như nào là tao không nút được đồ nữa này. Ừ tao cũng không nút được đồ đây này. Mà bình thường thung lũng đông lắm mà sao nay chả có ai nhỉ? Mày thử qua bên tao nút xem hay là tao bị nát nhỉ? Chắc là lag thôi. Ờ vãi, bên này cũng không nút được đồ. Hay là gặp quái vật nhỉ mày? Mày bị điên à? Trong game FIFA làm gì có quái vật? Chắc mày bị xem phim nhiều quá mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Thôi ra xe tao lái ra chỗ khác lút đồ, chắc là ở đây bị lag thôi. Ơ vãi trưởng, tao không vào được xe này, mày thử vào xem nào. Ờ vãi trưởng, game bị sao vậy? Sao tao cũng không vào được xe nhở? Vãi, tao bắt đầu cảm thấy sợ rồi, mày vào đây mày lút đồ xem có được không nào? Tao lút mãi không được đồ nữa này. Lúc đấy chúng tôi rất là sợ bởi vì không thể lút được một khẩu súng nào. Với lại tôi còn bị lag, đâm đầu vào bờ tường không thể chạy được, không thể di chuyển được luôn. Alo alo, tao bị sao ấy mày ơi? Tao đâm đầu vào bờ tường này không di chuyển được này. Ủa hình như tao định ra cái nhà khác hút đồ nhưng mà không nút được này mày ơi. Vãi trưởng, bây giờ làm sao giờ? Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng thì tôi cũng đã thoát được ra. Nhưng mà người bạn của tôi lại bị mắc vào tường nên là tôi đã quyết định là ra giải cứu. Mày ơi, tao cũng bị mắc này, ra cứu tao với. Từ từ mày cứ bình tĩnh đi để tao giải cứu mày cho. Mày không phải hoảng loạn đâu. Chả hiểu hôm nay game bị sao ấy. Thì sau một hồi làm đủ mọi cách thì cuối cùng người bạn của tôi cũng đã thoát được ra. Nhưng mà lúc đấy chúng tôi không còn tâm trạng nào chơi game nữa, muốn thoát ngay ra khỏi trận này nhưng mà không làm sao để thoát được. Nên là bọn tôi đã quyết định là ra khu khác để xem có nút được đồ hay không. Ano mày ơi, ra chỗ khác nút đồ đi. Hình như ở trong cái vùng này không nút được đồ đâu. Ừ tao cũng nghĩ thế, mày thử ra cái nhà nhiều lỗ đằng kia xem mày có lút được không. Ok ok, để tao ra và lút đồ xem bằng này có được không. Hình như bên này bị đát cái nào ấy. Lúc đấy thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nên là tôi đã quyết định là vô cái nhà nhiều lỗ này để tôi lút đồ. Ano tao vào rồi. Ui nhưng mà cũng chả lút được cái gì mày ạ. À. Giáp mũ các kiểu ba lỗ không lút được luôn. Hình như ở thung lũng này không lút được đồ ấy nào ấy. Hay là trong trận này gặp ma nhỉ mày? Nhưng mà chả hiểu tại sao lúc đấy tôi lại lút được một cái khẩu súng ngắm. Hình như ở trong trận này có một cái thế lực nào đó điều khiển tất cả. Ano tao lút được khẩu súng ngắm này rồi, anh em đi săn địch thôi. Ui may quá, tao cứ tưởng trận này bị lỗi cơ. À mày lút được đồ rồi hả? Bây giờ lên cổng trời tìm địch đi. Ok lên cổng trời săn địch đi. Giai đoạn cắp treo đu cho nhanh. Ui rồi đi chạy bộ làm gì? Ok ra cắp treo đu cho nhanh. Lúc đấy bọn tôi đã không cảm thấy sợ nữa và đã quyết định là ra cắp treo để đu lên cổng trời. Đấy, tao bảo ngay mà, lúc đầu lát thôi chứ làm sao mà không lút được đồ. Bây giờ anh em lên cổng trời lấy tốt thôi. Ơ khoan, hình như là không đu được lên cổng trời kìa mày. Vãi, cái gì vậy? Mày có đu được lên không? Ui rồi. Ừ, tao cũng không đu được lên, chắc trong trận này có ma rồi, sợ quá. Lúc đấy thì chúng tôi đã cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi nên là quyết định là đợi một lúc rồi mới đu cáp treo lên. À mày ơi, tao nghĩ là bây giờ hãy đứng lên một xíu xong bắt đầu đu lên đi, tao nghĩ là chắc là được đấy. Sau một hồi chờ đợi thì chúng tôi đã quyết định là đu lại lên cáp treo và lần này đã thành công. Ê mày ơi, thành công rồi, đu được rồi, tuyệt vời quá. May quá, đu được rồi, bây giờ lên cổng trời xem có gì không. Ok, đu lên cổng trời săn địch đi. Mong là trận này không gặp quái vật mày ạ, không thì sợ lắm. Ơ mày ơi, sao tao không điều khiển được này. Ơ chết rồi, tao bị rơi xuống rồi.
Ui vãi trưởng thật, mày rơi làm tội tao cũng rơi theo. Thôi bây giờ đi bộ lên cổng trời đi. Lúc đấy thì chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều và chúng tôi đã quyết định là chạy bộ lên cổng trời để xem có gì mờ ám không. Ok, bây giờ tao với mày thử chạy lên cổng trời xem có loot được đồ không nhá. Nếu giờ lên không loot được đồ thì trong trận này kiểu gì cũng có ma mày ạ. Mày bị điên à? Làm gì có ma trong Free Fire? Ok, bây giờ cứ lên đi. Từ từ để tao xem trên này có người không đã, không tí nó bắn cho hết soạc đấy. À, hình như không có ai mày ạ. Ok, bây giờ vào loot đồ luôn đi. Lúc đấy thì chúng tôi vẫn rất là hồn nhiên vào loot đồ, không hề biết trước mặt chúng tôi là một con quái vật cực kỳ là kinh khủng. Đây, vào loot đồ này. À, máu này. Ui, vai, con loot được đồ này mày ơi. Vai hình như bị phong ấn mày ạ. Má trường rồi đấy, mày phải loot bên kia xem loot được không. Ờ, tao cũng không loot được đồ mày ạ. Game bị sao ấy nhở? Tao cũng chả biết là game dạo này bị sao nữa. Từ từ cứ ra đây mà loot đồ đấy. Ui ơi, hình như có người đứng ở kia mày ạ. Tao thấy áo trắng trắng kìa. Đúng rồi. Ui vai, quái vật ở trên kia kìa. À đúng rồi, con quái vật ghê quá. Nó còn bắt thằng Lâm bạn mình kìa. Lúc đấy thì tôi mới biết ở trong game Free Fire của mình có quái vật. Và thằng bạn thân của tôi nó đã bị bắt ở dưới kia. Ờ à, đúng rồi kìa, thằng bạn thân của mình kìa. Tại sao nó lại ở đây nhỉ? Hình như nó bị quái vật bắt kìa. Thả bạn tao ra con quái vật kia. Tại sao các ngươi lại đến đây? Ta là Húc đây. Làm sao ngươi có thể cứu được bạn ngươi trong khi ta đã phong ấn rồi? Ngươi nghĩ cái gì mà ta không thể cứu được bạn của ta? Bây giờ ta chỉ cần giết ngươi là ta có thể cứu được bạn của ta rồi. Mày giết luôn con quái vật này đi để cứu thằng Lâm. Ok, yên tâm, mày cứ tin tưởng vào tao. Con quái vật kia, mày có thả thằng Lâm bạn tao ra không? Hay là mày muốn chết? Ủa vãi, sao bắn nó không chết kìa mày? Ủa cái gì vậy? Ngươi là một người tầm thường làm sao có thể giết được ta? Ngươi biết ta là một con quái vật ở trong đảo quân sự không? Con quái vật này nó đã tu luyện ở đây rất là nhiều năm. Nếu mà muốn giết được nó thì phải dùng đến biện pháp cực kỳ mạnh. NTN ơi, tao nghĩ mày không giết được nó đâu. Thế theo mày bây giờ làm sao có thể cứu được thằng bạn Lâm của mình bây giờ? Bây giờ bắn nó còn không xi nhê thì làm sao giết được nó? Bây giờ ta cho hai người cơ hội. Một là chạy luôn, hai là ngươi sẽ theo thằng bạn Lâm của ngươi. Ngươi nhìn đây này. Ông định làm gì bạn của tôi vậy? Thằng Lâm đâu rồi? Thằng Lâm chui xuống dưới đất rồi mẹ. Ông làm gì vậy? Thả thằng Lâm tôi ra. Ông có thả ra không? Hôm nay tôi sẽ khô máu với ông luôn. Vai nó đâu rồi? Ui nó đã xuống dưới đất rồi. Ui ôi, chạy đi. Lúc đấy thì chúng tôi mới nhận ra con quái vật này là một con quái vật bất tử không thể nào giết được, nên là chúng tôi đã quyết định là chạy. Nó chạy nhanh lắm, chắc là tao không chạy kịp đâu. Mày cố gắng chạy trước đi xong cứu tao. Mày ơi, cố gắng chạy đi. Bây giờ thằng Lâm nó đã bị bắt rồi. Bây giờ mày bị bắt nữa thì tao biết phải làm sao đây. Cố gắng lên. Lúc đấy thì tôi dường như là bất lực. Tôi chỉ biết là nhìn về đằng sau xem bạn tôi liệu có chạy được không. Không biết là nó bị bắt lúc nào. Mày ơi cố lên, chỉ cần chạy vào bo thôi là mày thoát được rồi, cố lên. Con quái vật này nó rất là mạnh, nhưng nó cũng có một điểm yếu là mỗi khi bo thu xong thì nó chỉ còn biết đứng im thôi và nó không làm được cái gì nữa. Nhưng sau khi chạy một hồi thì thằng bạn của tôi cuối cùng nó đã bị bắt. Ano, nói gì đi, vãi trưởng hình như mày bị bắt rồi à? Ui vãi, bo vừa thu xong thì nó bị bắt luôn kìa. Ui đi di chuyển đi. Ui hình như thằng này nó bị phong ấn rồi hay nào anh em ạ. Vãi trưởng nó bị phong ấn rồi kìa. Ok mày cứ yên tâm, rồi ta sẽ cứu được mày. Ngày hôm sau thì tôi rất là bất lực bởi vì không biết là ai có thể giúp mình tiêu diệt được con Húc đấy và giải cứu được hai người bạn thân. Cũng gần 12 giờ đêm rồi, không biết là liệu hôm nay có ai giúp mình tiêu diệt con Húc đấy được không. Mẹ nó bắt thằng bạn thân của mình cay vãi. Sau một hồi suy nghĩ xem ai có thể tiêu diệt được con quái vật đấy thì tôi nghĩ ngay đến Sima, bởi vì Sima là một người có kỹ năng khá là cao. Tôi nghĩ rằng Sima có thể tiêu diệt được con quái vật đấy và giải cứu được hai thằng bạn thân của tôi. Ê Sima oan này. Úi dồi ôi, Sima có kỹ năng khá là cao. Không biết là Sima có thể giúp được mình tiêu diệt được con quái vật đấy không ta? Hello, tôi đây ông ơi. Có chuyện gì mà 12 giờ đêm mà tôi dậy? À thì tôi có chuyện thì tôi mới mời ông vào chứ. Đây tôi kể cho ông nghe này. Thì đêm hôm qua ấy, lúc 12 giờ đêm ấy, tôi với thằng bạn tôi chơi game thì bỗng nhiên là gặp một con quái vật ở trong game Free Fire không ạ? Ông đừng nói xạo, game Free Fire mình làm gì có quái vật. U là trời, tôi là bạn thân của ông bao nhiêu năm mà ông không tin tưởng tôi á. Tôi nói thật, hôm qua bọn tôi gặp quái vật thật. Ông không tin thì tí vào trận mà xem. Thế cũng vậy. Tôi nói thật mà. Giờ thì nó bắt luôn hai thằng bạn thân của tôi đi rồi. Tôi thấy ông cũng là người có kỹ năng đấy. Ông có thể giúp tôi cứu hai thằng bạn thân của tôi được không? Ok, nếu mà có thật á, tôi sẽ giúp ông. 12 giờ đêm này kiểu gì con quái vật đấy nó cũng thò ra. Bây giờ vào trận là kiểu gì cũng gặp. Vậy thì vô đi. Lúc đấy thì bọn tôi vô game luôn. Đúng như dự tính của tôi thì trong phòng chờ không có ai cả. Đấy tôi bảo ông nghe chưa, 12 giờ đêm này vào game kiểu gì cũng có quái vật mà. Vào trận chả có ai nữa, ông thấy chưa? Thật nè. Ủa sao không có ai chân vậy? Thôi sao ông ơi, chắc là game bị lát rồi. Lúc đấy thì Sima vẫn nghĩ là game bị nát hoặc là cái nỗi game nào đấy, nên là tôi đã quyết định là vào trận để cho Sima biết trong game này thật sự là có quái vật. Sima ơi, ông vẫn không tin tôi là trên đảo quân sự này có quái vật á? Ông chuẩn bị nhìn này, thấy chưa? Map từ trời ngày chuyển sang trời tối. Cái gì đấy? Sao map tôi ôm rồi? Tiếp theo tôi lại tiếp tục kiểm chứng để xem có giống như cái trận trước tôi gặp quái vật hay không. Đó chính là tôi sẽ xuống tôi loot đồ. Trận này cũng chẳng khác nào trận trước, bởi vì tôi loot mãi cũng không loot được đồ luôn. Tôi đã quyết định là gọi Sima ra loot đồ, nhưng mà lúc đấy hình như Sima bị lag. Gọi một lúc thì cuối cùng là Sima cũng vào game lại và cuối cùng là Sima cũng không loot được đồ luôn. Alo, Sima thử ra loot xuống này xem có loot được không nào? Sao tôi không loot được đồ vậy?
Đấy, tôi bảo ngay từ đầu là trong đảo quân sự của mình có quái vật mà, ông không tin cơ. Hay là game FIFA có quái vật? Mà thôi, chắc tôi không tin đâu, chứ game bị lag rồi. Đến cái nỗi này mà ông vẫn chưa tin thì tôi cũng chịu ông đây. Dường như là Sima vẫn chưa tin game FIFA của mình có quái vật, nên là tôi đã quyết định là tìm thêm bằng chứng để giúp Sima tin hơn, để có thể cứu được hai đứa bạn của tôi. Ano, Sima ơi, qua cho tôi. Lúc đó thì tôi đã gọi Sima ra lái xe, nhưng mà chính xác, con xe này đã bị phong ấn nên không ai có thể lái được nó nữa. Ủa, sao tôi cũng không lên xe được? Là sao? Đó, ông tin là game của mình có quái vật chưa? Nó phong ấn cái xe rồi, ông vẫn không tin đúng không? Thì bây giờ ông thử ra đu cáp treo xem ông có đu được không? Giống như trận game hôm qua của tôi thì cái cáp treo này nó cũng đã bị phong ấn. Nếu người bình thường không biết cách đu thì sẽ không thể lao đu được. Chúng ta phải có một cái mẹo. Bây giờ tôi đố ông có thể đu cáp treo lên cổng trời được đây. Ờ phải, cả cáp treo cũng không lên được nè. Ai bảo ông không tin tôi mà kêu. Bây giờ ông muốn đu lên được ấy thì ông phải ra cho tôi đứng một lúc thì mới đu lên được. Ok, thử vậy xem sao. Ok, tôi nghĩ là đủ thời gian rồi đấy. Bây giờ tôi với ông thử đu lên xem có đu được không. Bây giờ tôi cho ông đu trước nha. Lúc đó thì đúng như lời tôi nói và Sima đã đu lên được. Tôi chắc chắn 100% trận này sẽ có quái vật, đó chính là con húc. Đó, ông tin tôi chưa? Giờ sắp lên cổng trời để gặp quái vật rồi đấy. Ông chuẩn bị giúp tôi nha. Ê, tôi bắt đầu gỡn tóc gáy rồi đó nha. Không phải sợ đâu, đi theo tôi. Ông nhìn xa xa trên biển quảng cáo kìa, ông thấy con quái vật chưa? Đó chính là con húc đấy. Trời ơi, lạ trời vãi, quái vật thiệt hả ông? Chính nó là con húc mà tôi nói với ông đấy. Nó đang giữ hai thằng bạn tôi ở dưới cột điện kìa, ông thấy chưa? Ông cứ bình tĩnh thôi, tôi và ông sẽ kết hợp để tiêu diệt nó. Lúc đấy thì tôi không có kỹ năng nên là tôi đã quyết định là dùng lời nói để đe dọa con húc kia. Ano, con húc kia, tao là NTN đây. Thì tao nghe nói mày là con quái vật mạnh nhất vũ trụ, không sợ một ai. Thì bây giờ tao đố mày dám mở cái phong ấn ra để bọn tao nút được đồ solo 1-1 với mày đây. Sau khi nghe lời tôi hún thì con quái vật đấy nó cứ nghĩ mình là con quái vật mạnh nhất vũ trụ, nên là nó đã quyết định là nhả phong ấn để bọn tôi nút đồ. Cái gì? Ngươi bảo ta là con quái vật mạnh nhất vũ trụ á? Có thật không đây? Thật mà, bây giờ ngươi nhả phong ấn ra đi để ta cho thằng bạn của ta solo 1-1 với ngươi. Thôi được rồi, ta đã nhả phong ấn rồi đấy, hai người có thể vào nút đồ được rồi. Sau khi nó nhả phong ấn thì chúng tôi ngay lập tức đã chạy vào căn nhà gần nhất để nút được những cái khẩu súng mạnh nhất để có thể là chiến đấu với nó. Miễn là làm sao tiêu diệt được nó và giải cứu được hai người bạn thân của tôi. Ano, Sima ơi, ông nút được súng chưa? À, tôi nút được đầu rồi nè. Hay quá Sima ơi, sắp giải cứu được hai thằng bạn thân của tôi rồi. Ông ra bắn chết ngay nó đi, ông là người có kỹ năng rất là cao mà. Ủa là sao? Tôi bắn nó nãy giờ mà nó không chết vậy? Ông bắn nó không chết được đâu, nó phong ấn rồi. Thôi ông không bắn nữa, để tôi nói với nó cho. Ano, con húc kia, nghe rõ ta nói không? Ngươi quả thật là một con quái vật mạnh, nhưng mà ngươi không có bản lĩnh. Có giỏi thì ngươi bay xuống đây, tắt phong ấn máu đi, solo 1-1 với bạn của ta. Chứ ngươi bất tử như thế, bố ai mới bắn chết ngươi được? Ngươi đúng là một con người hảo hán, ta xuống ngay đây. Được rồi, ta đã tắt phong ấn máu rồi. Bây giờ hãy để bạn của ngươi solo 1-1 với ta đi. Nếu mà thắng thì ngươi có thể đưa hai người bạn của ngươi về. Còn nếu mà thua thì tất cả các ngươi sẽ mất mạng ở đây. Ok, được thôi. Cố lên nha, ta tin ở mày đấy. Ok, ông cứ tin tôi. Thôi xong rồi, Sima bạn mình hết đạn rồi. Không biết là liệu có đấm thắng được nói không đây. Rồi, hay quá. Dăm ba con quái vật, sao mà đỡ được. Sima đúng là người bạn tuyệt vời của tôi. Úi sởi ơi, quái vật ơi, mày cay chưa? Sởi anh mày cũng chỉ là một con quái vật bot mà thôi. Các ngươi hãy đợi đấy, anh em của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chuyện này đâu. Sau khi giải cứu được quái vật húc thì chính tay tôi đã ra giải cứu những người bạn thân của tôi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng mà không, đến giây phút cuối cùng thì... Ông ơi, cứu cái con húc nó tiến hóa thành cái con quái vật gì to đụng này. Con quái vật này là ai mà có thể tiêu diệt Sima trong một nốt nhạc. Sau khi Sima bị sát hại thì hôm nay tôi sẽ quyết định là vào game để trả thù cho Sima. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không mặc đồ xịn và nhảy thung lũng nữa. Hôm nay tôi sẽ quyết định là mặc đồ bot và nhảy cổng trời chỗ Sima bị giết. Hôm nay tôi đã thử đổi thời gian vào game xem sao. Hôm nay tôi đã bắt đầu tìm trận vào lúc 11 giờ, không phải là 12 giờ như mọi hôm. Nhưng mà không, mọi chuyện vẫn như thế. Đúng 12 giờ thì tôi mới tìm được trận đấu. Và sau khi vào game thì tôi bắt đầu cảm thấy rất là rợn người, bởi vì là không có một ai trong sảnh chờ. Và lúc vào game thì như anh em đã thấy đấy, thì map từ sáng chuyển sang màu tối. Tuy có hơi sợ một tí bởi vì là tôi chơi game một mình, nhưng mà tôi đã cố gắng kiềm chế để hôm nay bắt buộc là phải tìm ra con quái vật mà hôm đã giết Sima để tôi trả thù được. Nhưng mà sau khi vào trận ấy, tôi cứ tưởng rằng là tôi không thể chơi game nữa bởi vì nó đã đứng hình một lúc rất là lâu. Sau khoảng độ 3 phút đứng chờ thì cuối cùng là tôi cũng di chuyển được anh em ạ. Thì lúc đấy tôi cảm thấy khá là vui, nhưng mà tôi vẫn không thể lao rút được một khẩu súng nào. Thì tôi nghĩ là con quái vật này nó cũng biết phong ấn anh em ạ. Nó phong ấn tất cả các khẩu súng ở trong căn nhà luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi rút không thể rút được một cái khẩu súng nào luôn. Lúc đấy thì tôi vẫn chưa thấy sợ và rất là bình tĩnh. Nhưng mà sau khi nghe được âm thanh này thì...
Sau khi nghe được cái âm thanh đấy vào lúc 12 giờ đêm thì tôi cảm thấy rất là sợ. Thì tôi muốn hỏi anh em là anh em có nghe được cái âm thanh đấy trong game V5 vào lúc nửa đêm bao giờ chưa? Nhưng mà chả hiểu tại sao sau khi cái âm thanh đấy được phát ra thì tôi có thể loot được cái khẩu súng MB trong căn nhà ma đó anh em ạ. Lúc đấy tôi nghĩ là con quái vật đã giết Sima phát ra cái âm thanh này nên là tôi đã quyết định là vào nhà ma để tìm kiếm. Nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy nên là tôi đã quyết định là sang căn nhà khác để tìm. Nhưng một điều kỳ lạ là sau khi tôi rời khỏi căn nhà ma thì tôi không thể nào loot được cái khẩu súng khác. Lúc đấy thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ anh em ạ. Nhưng mà không sao, tôi vẫn cố gắng chơi tiếp và tôi đã quyết định là sang căn nhà gà anh em ơi. Lúc vừa đến cửa nhà gà thì tôi lại bị đâm đầu vào tường mà tôi không làm cách nào để thoát ra được. Lúc đấy thì tôi nghĩ là chắc là bị lag nên là tôi quyết định là đợi một lúc. Sau 2 phút chờ đợi thì cuối cùng là tôi cũng đã thoát được ra và tôi đã quyết định là vào căn nhà gà để tiếp tục là loot đồ. Nhưng mà cũng chẳng khác nào căn nhà nhiều lỗ, tôi cũng không thể loot được một cái khẩu súng nào hay là cục máu nào. Mà quên chưa kể cho anh em cái này thì lúc đầu trận tôi vào game ấy thì tôi rất là sợ luôn anh em ạ. Bởi vì là lúc tôi bật quay để quay cái đoạn đầu mà trong sảnh chờ mà không có người ấy, tôi bật đi bật lại 3-4 lần vẫn không được luôn anh em ạ. Mà rõ dung lượng của tôi vẫn còn thừa rất là nhiều luôn. Đó, tôi chả hiểu tại sao luôn. Anh em biết thì anh em giải thích giùm tôi nhá. Ok thì tiếp tục vào cái trận đấu này nha. Thì sau khi tôi không loot được đồ nhà gà thì tôi quyết định ra khu khác anh em ạ. Bởi vì khu cổng trời này tôi không thấy có quái vật luôn nên là tôi đã quyết định là đu xuống tháp đồng hồ anh em ơi. Trên đường ra chỗ cáp treo thì tôi đã gặp được một cây lấm nhưng mà chả hiểu tại sao tôi không thể ăn nổi cây lấm này luôn. Lúc đó thì tôi không thèm ăn nữa và tôi đã quyết định là đu cáp treo xuống tháp đồng hồ. Lúc gần ra đu cáp treo thì tôi cảm thấy rất là buồn luôn bởi vì là tôi thấy mấy anh em mà xem đến đây vẫn chưa bấm like. Thế nên là anh em nhớ bấm like cho tôi nhá. Sau khi tôi đu gần đến tháp đồng hồ thì tôi lại nghe được một cái âm thanh giống y hệt như lúc đầu tôi nghe. Sau khi nghe xong âm thanh này thì tôi đã nghĩ ra là con quái vật lúc nãy ở nhà ma cổng trời bây giờ nó đã bay ra tháp đồng hồ nên là tôi đã quyết định là vào tháp đồng hồ kiểm tra. Vừa mới lên tới nơi thì tôi đã gặp ngay 4 thanh niên. Lúc đầu tôi cứ tưởng 4 thanh niên này là địch nhưng mà sau khi tôi nổ súng thì tôi mới biết là 4 thanh niên này đứng im và trước mặt họ là một đống đồ. Nhưng sau khi tôi ra loot đồ thì không thể loot được một món đồ nào bởi vì là hình như tất cả đồ ở đây đã bị phong ấn. Vừa nói khỏi mồm thì tôi lại nghe thấy một âm thanh. Sau khi nghe xong âm thanh đó thì tôi đã ngắm vào thùng rác nhưng mà không có gì và lúc tôi ngẩng mặt lên thì đó là một con quái vật anh em ạ. Thì tôi nhớ không nhầm, đây là một con người xóa anh em ơi, người xóa trong Free Fire. Lần đầu tiên tôi bắt gặp luôn và lúc đấy tôi đã quyết định là lộ súng. Sau khi bắn một hồi rất là lâu thì tôi mới phát hiện ra là con người sói này bất tử nên là tôi đã quyết định là đổi mục tiêu và bắn mấy thanh niên ở dưới. Nhưng mà chả hiểu tại sao mấy thanh niên ở dưới hình như cũng bị phong ấn mà tôi bắn mãi cũng không chết luôn. Bắn từng người một, bắn mỗi người 300 máu vào đầu luôn mà cũng không chết. Lúc đấy thì tôi cảm thấy rất là sợ và tôi cũng chả biết làm gì nữa. Cuối cùng thì tôi vẫn không bỏ cuộc và vẫn quyết định là bắn chết con người sói kia để trả thù cho người bạn thân của tôi, đó là Sima. Nhưng mà sau khi bắn một hồi thì con quái vật đấy lại hú lên và... tất cả mấy thanh niên bị phong ấn đều tự lan ra mà chết. Lúc đó thì tôi khá là bất ngờ và tôi đến tận nơi tôi xem. Đúng là như thật, mấy thanh niên này đều đóng hòm hết. Lúc đấy thì tôi rất là sợ, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy đi mà giữ bạn. Nhưng mà không, con quái vật đấy nó đã biến ngay đằng trước mặt tôi và trên đầu kia tôi không còn thấy nó nữa. Nên tôi đã quyết định là chạy một mạch xuống dưới hầm. Lúc đấy thì tôi rất là run, thì vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm là: anh người sói ơi, tha mạng cho em biết sai rồi, lần sau em không trả thù cho Sima nữa. Anh ơi tha mạng cho em. Lúc đấy tôi sợ quá nên là tôi đã quyết định là chui vào một góc tường tôi trốn. Chưa trốn được bao lâu thì tôi đã có cảm giác là con quái vật nó đã ngay đằng sau đít nên là tôi đã quyết định là quay lại và nói chuyện với nó. Anh cho sói ơi, anh người sói ơi, anh tha mạng cho em đi. Em muốn vệ sinh lắm rồi, anh cho em về nhà đi. Em sẽ không tìm cách trả thù cho Sima nữa ạ. Lúc đấy thì tôi cứ nghĩ là người sói sẽ tha mạng cho tôi nhưng mà không, người sói đáp lại một câu khiến tôi rớt nước mắt. À vì tao thấy là thằng bạn Sima là nó rất nhớ người nên là tao đã quyết định là quay lại đây để cho người xuống đoàn tụ cùng với Sima. Sau khi nghe xong câu đấy thì tôi cảm thấy rất là bất lực và tôi định thoát ra nhưng mà không thể nào thoát được nên tôi đã quyết định là cầm súng lên và dí vào đầu thằng chó sói này và bắn. Tôi bắn hoài mà nó vẫn không chết, mà nó không mất một giọt máu nào luôn. Nên là tôi đã quyết định là ba chân bốn cẳng mà chạy. Đâu bắt được em. Đâu bắt được em. Không bắt được làm chó. Lúc đấy thì do con quái vật người sói đó quá mạnh nên là tôi đã không chạy thoát được và bị bắt lại. Cuối cùng thì cái ác chính của tôi đã bị nó lấy mất và bán cho một con quái vật ở ngoài không gian. Hôm nay tôi đã quyết định là quay trở lại chơi một cái ác boss để vào trả thù giết con quái vật đấy và lấy lại cái ác chính của tôi.
Trận đấu này thì tôi đã quyết định là nhảy lại tháp đồng hồ để xử lý con quái vật đấy, lấy lại cái hạt chính của tôi. Nhưng mà ở cái trận đấu này tôi cảm thấy rất là lạ, bởi vì là map từ trời ngày đã chuyển sang trời tối và tôi không thấy bản đồ đâu luôn. Nhưng mà vì cái hạt chính tâm huyết của tôi nên là tôi vẫn quyết định là nhảy xuống đây để khô máu với con quái vật đấy. Ở cái trận đấu này tôi sẽ kể cho anh em là đầu trận tôi vào game ấy không gặp một ai luôn, mà tôi còn nghe mấy tiếng hú cơ anh em ạ. Tôi rất là sợ nhưng mà tôi vẫn cố quay lại cho anh em xem, thì mong là anh em xem đến cuối nha. Ok thì bây giờ tôi sẽ xuống nút súng nha. Đó anh em thấy chưa, cái trận đấu này tôi cũng không thể loot được một cái khẩu súng nào luôn. Tôi chả hiểu tại sao nữa. Bây giờ tôi sẽ quyết định là ra chỗ khác để tôi loot đồ nha. Mong là trận này kiểu như không gặp quái vật anh em ạ. À mà còn cái này nữa, tôi quên chưa kể cho anh em là ở đầu cái trận đấu này, lúc tôi ở sảnh chơi, tôi thấy rất là nhiều những cái bạn mặc quần áo đẹp đều bị chết luôn. Hình như là mấy cái bạn ấy bị mất ạc anh em ạ. Lúc đấy thì tôi chỉ nhìn thấy mấy bạn mặc quần áo bot như tôi vào được game thôi, hình như để đòi ạc đây anh em ơi. Uầy, tôi lại nhận được một cái khẩu súng AK trên này này. Hình như là ở trong cái căn nhà này hình như nó không bị phong ấn anh em ạ. Thôi bây giờ tôi lên đây tôi loot thử nha. Uầy, trên này không loot được đồ kìa anh em. Vãi, cái gì vậy? Trận đấu này lại có một con quái vật khác hả anh em? Chết rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm con quái vật đấy nha. Hay nó ở dưới hầm này nhỉ? Trận trước là tôi bị lấy ạc ở dưới hầm này này anh em, chỗ này này. Uầy, ở dưới này lại loot được đồ kìa. Vãi. À tôi biết rồi, hình như là những cái chỗ bị lấy ạc ấy là những cái chỗ loot được đồ anh em ạ. Đây trong trận đấu này tôi nghĩ là có một con quái vật khác rồi anh em ơi. Đó thì bây giờ tôi sẽ lên tìm con quái vật đấy để tôi chuộc lại cái ạc chính nha. Mong là nó trả tôi anh em ạ, chứ tôi cứ chơi cái ạc boss này thì tôi không bắn được đâu. Ôi chết rồi, tại sao tôi không đu được lên cáp treo này anh em? Ủa cái trận đấu này nó bị làm sao rồi anh em ạ? Trận này đúng là gặp quái vật rồi anh em ơi. Ok bây giờ tôi thử đứng im lên tầm khoảng độ 3 phút xem liệu có đu được không nhá anh em ơi. Mong là đu được anh em ạ, chứ không là... Ôi cái gì đây? Sao có một thằng đu từ trên này xuống này anh em? Ui, hình như cái thanh niên này vừa bị mất ạc anh em ạ. Ui, anh em thấy chưa? Bộ quần áo bot này anh em, mình giết luôn nhá. Giết luôn không hiện tên kìa anh em. Ảo thật đấy, trận này đúng là gặp quái vật rồi anh em ơi. Đó thì bây giờ tôi sẽ đu lên cổng trời nhá, tôi xem là gặp con quái vật gì nha anh em. Vãi trưởng thật đấy anh em ạ. Ok, lên được gần nơi rồi anh em ơi. Trên này có gì không? Ủa có gì đâu? Ui, trên kia là một con quái vật không gian kìa anh em. Vãi, đúng rồi, con quái vật không gian nó mới bay được trên nóc nhà anh em ạ. Con gì đây? Ui, hình như là con quái vật alien anh em ạ. Vãi, con quái vật này đến từ không gian. Uầy, sao tôi bắn mãi nó không chết kìa anh em? Chết rồi, con quái vật này nó lại bất tử á? Cái gì vậy? Sao bắn nó không chết này? Anh em giúp tôi với, bây giờ làm sao để giết được nó kìa? Nó còn bật hành động chiêu tức tôi kìa anh em. Toang rồi, gặp ngay con quái vật ngoài không gian này làm sao giết được đấy? Ok anh em nha, thì bây giờ tôi sẽ lên gần để tôi đòi ạc ngay anh em ơi. Cái con này nó lấy ạc chính của tôi rồi anh em ạ. Tôi nhìn là tôi biết. Ui, cái gì vậy? Sao trên này nắm con bot vậy anh em? Hình như là mấy bạn này cũng bị con quái vật kia lấy ạc anh em ạ. Vãi trưởng thật đấy. Uầy, chết kìa. Hình như không đòi lại được, chạy hết kìa anh em. Ok bây giờ tôi sẽ thử bắn lại nha, xem liệu có giết được con quái vật này không nha anh em ơi. Chứ mấy bạn kia mất hết ạc rồi anh em ạ, cả tôi nữa. Mong là lần này tôi đòi lại được ạc. Uầy, sao bắn nó không bắn được kìa anh em, tôi không ấn được cả nút bắn kìa. Vãi, ấn được nhưng mà không trúng người kìa anh em. Từ từ để tôi căng lên đầu đã. Uầy, bắn nó không chết kìa. Ui, con quái vật này nó bất tử ạ. Ui đâu ấy, cái gì vậy? Ui trốn nhanh thế nhỉ, nó đã đâu nhỉ? Ui, nó đang ở cáp treo kìa anh em. Từ từ tôi đuổi nó xuống luôn nha anh em ơi, không để nó chạy thoát được anh em ạ. Theo như tôi thấy đây là một con quái vật ở ngoài không gian anh em ạ, có tên là Anian đó. Thì bây giờ tôi sẽ cố gắng giết nó để lấy lại ạc nha. Tôi thấy là con quái vật này nó rất là khó giết luôn, bởi vì nó có kỹ năng bất tử anh em ạ. Rồi tôi đã xuống đến nơi rồi, nhưng mà không biết nó trốn đâu rồi anh em ơi. Phải, tất cả những người bot lúc nãy tôi cũng không thấy đâu nữa, hình như ở trên này anh em ạ. Ui không quá nữa anh em ơi, bình thường là trước là tôi thấy ở đây nhưng mà hôm nay không thấy anh em ạ. Vãi, bây giờ tôi sẽ thử xuống hầm nhá. Hay là con quái vật này nó đang kiểu như hành hạ mọi người ở dưới hầm nhỉ anh em. Tôi nghĩ là nó lại tiếp tục là đi lấy ạc ấy. Bây giờ tôi sẽ xuống đây tôi xử lý nó luôn nha anh em ơi. Bởi vì cái ạc này tôi cũng không quan trọng nữa rồi anh em ạ. Bởi vì cái ạc này là cái ạc cờ loa mà anh em. Đấy thì bây giờ tôi sẽ xuống nha, xem liệu có người dưới này không nha anh em ơi. Tôi nghĩ là quá lắm anh em ạ, bởi vì trước tôi bị mất ạc ở đây mà anh em. Uầy quái không đây. Uầy đúng thật anh em ạ. Uầy nó đang kiểu như đang nọc ạc kìa anh em. Đang nọc ạc xem ạc nó xịn nó đấy kìa. Uầy phải không biết là liệu có ạc của tôi có đang ở đấy không anh em ạ. Từ từ á. Ui nó làm cái gì kìa. Uầy anh em thấy chưa, nó lấy xong ạc nó giết hết kìa. Vãi, cái gì vậy? Bây giờ tôi sẽ giết nó luôn nhanh em ơi. Tôi sẽ cầm súng lên tôi giết nó luôn nhá, để tôi lấy lại ạc của tôi nhanh em ơi. Tôi chỉ cần cái ạc. Ui nó tốc biến kìa. Anh em thấy không? Đã đâu rồi? Ui đã đằng sau này rồi anh em ơi. Từ từ á, tôi căn đầu tôi giết luôn này. Tôi giết luôn. Ơ cái gì sao sáng vậy? Ủa sao tôi đã ở sảnh chờ rồi anh em? Đúng rồi, đã cho người ra sảnh chờ đây. Mở thiên người bắn ta. Người đã mất ạc một lần rồi, người mình không sợ. Ơ mà khoan, tại sao tôi chưa mở mic mà ông lại nghe được tôi nói? À mà ông trả ạc tôi đi. Ta là quái vật đến từ không gian mà. Cái gì ta đã biết, cái ạc của người thì ta không thể trả được. Bởi vì cái ạc của người quá là xịn luôn. Thôi mà ông trả ạc tôi đi. Bây giờ ông muốn cái gì thì tôi cũng có thể đáp ứng được.
Tôi có mỗi cái ạc để quay video mà bây giờ ông lại cướp. Quả thật người cái gì cũng đáp ứng được không? Nếu mà cái clip này của người được 100 mega like thì ta sẽ trả hàng cho người. Còn ta sẽ được nổi tiếng trên toàn cầu. Ơ khoan từ từ đã. Và hai con quái vật này nó thoát luôn rồi kìa anh em. Tôi bảo là cái clip này của mình được 50k like để nó nổi tiếng ấy thì nó mới trả ạc mình anh em ạ. Chết rồi, mình mất ạc rồi anh em ơi. Anh em giúp mình được cái clip này được 50k like đi. Vai trưởng thật đấy. Thôi thì chắc là bây giờ cái ạc này thì mình chơi game làm gì nữa đúng không anh em? Thì chắc là bây giờ mình sẽ tắt clip ở đây nhá. Bye bye anh em.